mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog bếp nhà cháu. Ngày hôm nay nhà cháu xin giới thiệu với các cụ mợ một series món ăn trong tiêu đề cơm nhà cháu nấu. Đó là những món ăn như thế nào? Đó là những món ăn cơm thường ngày, hàng ngày mà rất là thiết thực với các cụ mợ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và các cụ mợ biết đấy, với những cái món ăn thường ngày các cụ mợ nhiều khi rất đau đầu, không biết ngày hôm nay ăn gì, mai ăn gì, cái kia ăn gì và ăn như thế nào. Thì ngày hôm nay nhà cháu sẽ đưa ra một cái món ăn mà rất nhiều các cụ mợ, rất nhiều các cụ mợ comment ở trên kênh bếp nhà cháu, yêu cầu là nhà cháu hãy làm món này đi. Đó là món sườn xào chua ngọt. Sở dĩ ngày hôm nay tại sao nhà cháu lựa chọn cái món này để ra mắt đầu tiên, đó là món sườn xào chua ngọt này nhà cháu sẽ làm theo kiểu Hà Nội, vừa dễ dàng cho các cụ mợ làm mà vừa lại ít nguyên vật liệu để các cụ mợ không phải tốn công đi chợ mua nhiều. Thứ hai nữa là đây là một món ăn sử dụng rất nhiều các loại gia vị như là tỏi, như là hành. Nhưng mục đích của chúng ta là để làm cho món ăn đẩy được hương vị thơm nhất từ tỏi với hành. Ngoài ra nữa, nó là một cái loại gia vị rất là tốt để giúp các cụ mợ kháng khuẩn, phòng chống được các bệnh tật, tất nhất là các loại virus, những loại dịch bệnh đang hoành hành. Ngày hôm nay, món ăn sườn xào chua ngọt sẽ gửi đến các cụ mợ có một số cái đặc biệt mà nhà cháu đã chuẩn bị ở đây. Mời các cụ xem. Các cụ mợ nhìn thấy không? Cái món ăn sườn xào chua ngọt của nhà cháu rất là đơn giản, không quá nhiều nguyên vật liệu vì nhà cháu làm theo kiểu Bắc, kiểu Hà Nội. Nên là cũng rất là đơn giản thôi, nhưng cái nó hơi cầu kỳ một chút ở câu chế biến. Thứ nhất là đây là nước. Đúng, các cụ biết đây là nước gì? Dạ, đây chính là nước tỏi, một loại gia vị rất phổ biến của Việt Nam. Cái nước tỏi này bằng cách nhà cháu bóc tỏi ra, cho vào cối, giã thân nát, sau đó lấy tay vắt nước ra cái này và cái bã để riêng để tí nữa nhà cháu phi lơm thơm lên cho lên sườn. Và hành khô nhà cháu cũng làm như vậy, nước hành khô nhà cháu cũng làm như vậy. Đấy, nước hành khô đấy, nhà cháu cũng làm cái như vậy. Và cái bã hành khô cũng vẫn giữ lại để tí nữa phi thơm lên để cho lên sườn. Đây là hai loại gia vị rất quan trọng để giúp các cụ phòng chống được các loại virus và phòng chống cảm cúm rất tốt. Và các cụ nên ăn nhiều hành tỏi vào nhá. Thứ ba nữa là các cụ phải lựa chọn cho cháu một cái gọi là sườn thăn. Sườn thăn là một cái loại sườn rẻ, nhiều thịt, không bị trơ một tí nào cả. Nó phải nhiều thịt như thế này này các cụ mợ này. Sau khi mua về rửa sạch xong, bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành sơ chế như sau. Sườn sau khi các cụ mợ khi mua ở bà hàng, các cụ mợ nhớ nhờ các bà ấy chặt rẻ cho nhá. Chặt rẻ và chặt miếng như này, cứ mỗi cái miếng nó dài khoảng độ 5-6cm là rất là vừa. Đấy, là vừa miếng ăn rồi. Một rẻ thôi ạ, một rẻ một miếng. Và chặt dài khoảng độ 5-6cm. Đây các cụ nhìn nhá, ngày hôm nay cháu sẽ chia sẻ với các cụ một bí quyết làm sao cho cái sườn nó dốc. Đó là các cụ khi mà bắt đầu, trước khi trần sườn, các cụ lấy dao nhọn, các cụ mợ rạch cho cháu một đường vào cái phần phía trong miếng sườn ấy, sát với xương ấy ạ. Đây này. Đấy. Đây như thế này này, đấy, sát với xương ấy ạ. Để khi chúng ta trần nó sẽ bong ra. Và khi chúng ta dán nó lên, hoặc là chúng ta bắt đầu khi chúng ta xào với chua ngọt, sốt chua ngọt, cái sườn nó không bị dai nữa. Và nó sẽ rất là nhanh dóc xương ra. Sau khi chúng ta cắt sườn rồi nhé các cụ mợ nhé, bây giờ cháu sẽ tiến hành trần sườn. Trần sườn ở đây cũng như chúng ta làm nước dùng ấy các cụ mợ, chúng ta sẽ phải trần cái sườn này cho nó ra hết những cái bẩn. Tại vì chúng ta rửa rồi nhưng chúng ta sẽ vẫn phải trần, sau đó chúng ta rửa lại. Và giúp cho cái sườn của chúng ta nó cũng được mềm nữa. Cháu sẽ lấy nửa thìa canh muối tinh vào đây nhá. Nửa thìa canh muối tinh cháu cho vào nước. Đấy, rồi. Để cho nó đỡ nhạt sườn nhé các cụ mợ nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho sườn vào trong nồi. Cụ mợ cứ thả sườn từ từ vào cho cháu. Cụ mua được cái sườn thăn này này thì nó rất là ngon. Làm sườn xào chua ngọt nó có nhiều thịt và cái độ gặm nó sẽ là rất là đã mồm ấy ạ. Cháu là cái món này là từ bé đến lớn cháu rất là thích cái món này đấy ạ. Và bây giờ đến trẻ con nhà cháu nó cũng rất là thích cái món này. Cứ khi nào mà bà nội, tức là mẹ cháu làm món sườn xào chua ngọt này là bọn trẻ con nó thích lắm. Nước sôi rồi như này rồi nhá, và các cái chất bẩn nó ra rồi này, các cụ mợ nhìn thế này. Đấy, cái chất bẩn nó ra đây này, nó ra đen xì thế này. Đấy. Đấy, nó ra đen xì như này thì các cụ mợ sẽ vớt ra cho cháu nhé để bắt đầu chúng ta rửa. Không sợ nó mất ngọt đi đâu ạ. À, rồi, đây. Đây các cụ mợ nhìn thế này. Cái vết rạch của chúng ta sau khi mà trần đây bắt đầu nó bong dần ra này. Chính cái lúc này để sau khi mà chúng ta dán rồi chúng ta
cho vào sốt chúng ta om ấy thì nó sẽ làm cho cái miếng sườn của chúng ta nhanh róc. Đấy. Rồi, bây giờ cháu đã xong rồi, bây giờ cháu sẽ đổ ra đây. Rồi, bây giờ cháu sẽ ướp nhá các cụ mợ nhá. Đây, cháu chia sẻ với các cụ mợ ấy cái bí quyết mà để cho sườn nó róc đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa, sau cái trần này. Đấy, nó róc như thế này này. Đấy. Tất cả các miếng sườn đều róc, các cụ mợ không phải cắn gặm nhiều mà chỉ cần cắn một phát là nó tuột xương ra thôi. Đấy, đấy là một bí quyết. Bí quyết thứ hai là đây, chính là cái này này. Tại sao cháu phải ngồi cháu giã nước hành, giã nước tỏi ra? Các cụ mợ thì có những cụ mợ có cái kẹp ấy, kẹp hành, kẹp tỏi thì cũng không cần giã mà chỉ kẹp cái đấy nó đã nát rồi, sau đó là kẹp nhiều lên một tí thì các cụ vắt được ra nước. Đấy. Và đây là nước cốt nguyên của nó nhá các cụ mợ nhá, không hề có pha một tí nước nào đâu mà đây nguyên cốt của nó. Đây với một ngần này tỏi cháu vắt được ngần này. Chỗ này của cháu phải hơn lạng tỏi đấy ạ. Hành cũng thế. Cháu vắt được ngần này. Hành thì thường nhiều nước hơn tỏi. Và các cụ mợ biết không? Bí quyết của nhà cháu hôm nay chia sẻ với các cụ mợ không phải bí quyết mà kinh nghiệm thôi, gọi là kinh nghiệm thôi. Bí quyết nó nghe hơi cao siêu quá. Kinh nghiệm tức là gì? Khi mà các cụ ướp hành tỏi băm vào đây, các cụ rán nó hay cháy, các cụ nướng nó cũng hay cháy. Và cái mùi nó không thể thẩm thấu sâu được. Thế nên nếu chúng ta ướp bằng nước thì cái mùi vị nó thẩm thấu rất sâu vào trong thớ thịt. Thứ hai nữa là cái thời gian các cụ ướp nó sẽ làm giảm cái thời gian ướp đi. Giả dụ như các cụ ướp với hành tỏi băm, các cụ phải ướp từ độ 20 phút đến 30 phút. Còn cái này cháu chỉ ướp từ 5 đến 10 phút thôi là cháu đã nướng, đã rán hoặc là đã xào được rồi. Thứ hai nữa là khi mà các cụ ướp hành tỏi này vào, các cụ rán hoặc nướng nó sẽ không bị cháy. Nó sẽ không bị cháy như các cụ mợ như là các cụ băm hành tỏi vào đây. Thế nên đây chính là cái kinh nghiệm mà cháu chia sẻ với các cụ mợ. Tuy nhiên nó hơi tốn công một chút là và cần nhiều nguyên liệu một chút. Tức là gì? Tức là các cụ phải ngồi cần nhiều nguyên liệu để các cụ giã ra thì nó phải đột đạt một cái độ nào đấy thì nó mới ra nước được chứ, đúng không ạ? Thế thì nên là các cụ phải cần nhiều nguyên liệu một chút và phải mất công giã hoặc là ngồi cho vào máy, các cụ cho máy xay sinh tố cũng được, cho băm nhỏ nó ra xong cho máy xay sinh tố cho một tẹo nước vào thôi, xong bắt đầu xay nhuyễn ra cho cháu xong vắt nước cũng được mà. Cái này thì cháu nghĩ cũng dễ thôi mà. Mà hành tỏi ấy, thì ở nhà nếu mà nhà có trẻ con có người già nhớ bóc cái được ngay, đâu có sao đâu ạ. Và các cụ mua bóc sẵn ở ngoài siêu thị cũng được, về vứt vào tủ xong khi cần thì chỉ rửa thôi, bắt đầu mang ra xay và vắt nước cho cháu cũng không sao, rất là dễ đúng không ạ. Chỗ này ngày hôm nay của cháu một cân sườn các cụ mợ nhá, một cân sườn thăn. Ở đây hôm nay cháu không dùng muối đâu các cụ mợ nhá, mà cháu ướp bằng nước mắm. Tại sao? Tại vì thịt lợn ấy rất hợp với nước mắm, và nước mắm rất là làm cho thịt lợn nó thăng hoa, cho mùi vị của thịt lợn nó hấp dẫn hơn. Nên ở đây cháu sẽ ướp với một thìa canh, một cân sườn cháu sẽ ướp với một thìa canh hạt nêm. Đấy. Và cháu ướp với cả độ nửa thìa mì chính, nửa thìa canh mì chính. Một thìa này là 10g và nửa thìa khoảng 5g đấy các cụ mợ nhá. Ai nhà có trẻ con mà không ăn tiêu thì các cụ không cần cho. Còn nhà cháu thì trẻ con nhà cháu nó ăn được tiêu nên cháu cho vào. Cháu cho nhiều vào một chút. Cháu cho nửa thìa canh tiêu. Tất cả cháu đong các cụ để ý mà xem. Cháu đong bằng gạt miệng thìa hết nhá. Tại vì đong nước các thứ các cụ không đong có ngọn được, nên là các cụ phải gạt hết cho cháu cho nó đảm bảo đúng định lượng. Và một chút đường các cụ mỡ nhá. Một chút đường để khi chúng ta rán sườn lên cho nó lên màu rất là nhanh. Nửa thìa canh thôi ạ. Đấy, nửa thìa canh đường. Rồi. Chúng ta lại ướp những cái gia vị khô trước, rồi chúng ta sẽ ướp những cái gia vị nước để sau. Với mục đích là gì? Mục đích là làm cho những cái gia vị ướt nó hòa tan cái gia vị khô này này, làm cho nó thẩm thấu nhanh hơn. Là một kinh nghiệm nữa để chia sẻ với các cụ mợ. Thế là trong món sườn xào chua ngọt ngọt ngày hôm nay các cụ mợ xem có mấy cái kinh nghiệm chia sẻ. Thứ nhất là lóc xương, thứ hai là nước hành nước tỏi là 2 rồi. Thứ ba là cách ướp là 3. Tí nữa là cách mà làm nước chua ngọt là cái kinh nghiệm của cháu trong đấy chia sẻ với các cụ mợ. Rồi, một thìa rưỡi nước mắm các cụ mợ nhá. Đấy. Rồi, một thìa canh rưỡi nước mắm. Và đây. Cái nước hành khô này này. Vì chúng ta sẽ còn dùng lâu dài nữa nên các cụ thay đổi thìa khác cho cháu nhá.
Thịt lợn thì rất hợp với hành, thế nên là nước hành khô các cụ cho nhiều nhiều lên cho cháu một chút. Ở đây cháu sẽ cho khoảng độ 3 thìa canh nước hành khô. À, nước hành thì màu nó nhạt hơn nước tỏi nhé các cụ mỡ nhá. Như cháu nhiều kinh nghiệm rồi, cháu chả cần phải ngửi đâu, cháu chỉ cần nhìn là cháu biết là nước nào nước hành, nước nào nước tỏi. Nước tỏi màu bao giờ nó cũng đậm hơn, nó vàng hơn này. Đấy, nước hành màu nó nhạt hơn. Rồi, riêng nước tỏi cháu chỉ cho khoảng độ 2 thìa thôi các cụ mỡ nhá. Thế thôi ạ. Rồi, chúng ta đã ướp xong rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Rồi, các cụ mợ chỉ cần để cho cháu ngấm từ 5 cho đến 10 phút thôi. Tại vì là các cụ mợ không cần phải để thời gian lâu, vì là nó thẩm thấu rất là nhanh, vì tất cả các nguyên liệu của chúng ta đều là nước rồi. Nước, các gia vị nước nó hòa tan rồi, nước hành, nước tỏi với nước mắm nó hòa tan các gia vị khô rồi. Nên là nó ngấm và sẽ thẩm thấu vào trong thịt rất là nhanh. Và bây giờ cháu sẽ làm nước sốt của món sườn xào chua ngọt. Cái món sườn xào chua ngọt này cháu để ý thấy có hai trường phái làm sườn xào chua ngọt. Một trường phái là làm như của cháu ấy, tức là làm theo kiểu Việt Nam. Tức là chỉ có rán sườn xong bắt đầu làm cái nước chua ngọt xong là cho vào để om sườn thôi. Nhưng có một cái trường phái làm nữa là làm theo kiểu Trung Hoa, tức là cái sườn này này phải tẩm với trứng gà, sau khi ướp phải tẩm với trứng gà bột ngô, rán nó lên, rán cho nó vàng lên hai lần. Xong bắt đầu họ làm một cái sốt cà chua. Một cái sốt cà chua, sau đó họ cho cả ketchup rồi cho tất cả nhiều thứ, tương cà chua các thứ vào. Xong họ làm cũng đánh cho nó chua mặn ngọt cân đối, xong đánh cho nó sền sệt, xong bắt đầu cho sườn vào. Rồi họ cho thêm một chút loại các loại rau như ớt chuông, hoành tây, rồi là cà rốt gì gì đấy, vân vân. Họ cho vào. Thế nhưng mà cá nhân cháu thì cháu không thích ăn cái kiểu đấy. Vì nó có bột và nó hay bị bứ, nên là cháu thích ăn cái kiểu này hơn. Và cái kiểu này nó cũng đơn giản, nó ít nguyên liệu và nó dễ làm hơn các cụ mợ ạ. Và bây giờ cháu chỉ làm sốt của nó thôi, là bắt đầu cháu tiến hành rán sườn là xong. Đây thì các cụ mợ nhìn cái công thức làm sốt sườn của cháu nhá, nó cũng đơn giản thôi. Không khó khăn gì cả. Cháu dùng một muôi này đường. Đấy. Một cái muôi đường này nhá các cụ mợ nhá, gạt thôi nhá, và cái muôi này cháu đã cân rồi, tương đương với 90 g các cụ mợ nhá. Bắt đầu đến giấm, cũng một muôi giấm này. À, cháu còn một cái chai giấm dở dùng nốt đi ạ. Đây, một muôi giấm nhá các cụ mợ nhá. Đấy. Đường giấm 1:1. Rồi, nước mắm ngon hương thịnh. Riêng nước mắm ở đây cháu sẽ dùng khoảng 80 g nước mắm các cụ mợ nhá. Tức là giấm 90 này, đường 90 này, nước mắm 80 các cụ mợ nhá. 80 g nước mắm. Đấy. Đấy, xong các cụ mợ quấy đều cho cháu cho nó tan ra. Bây giờ chúng ta sẽ cho dầu vào chảo nhá. Chúng ta sẽ cho dầu vào chảo để chúng ta đợi cho dầu nóng rồi chúng ta rán sườn. Vì cái thời gian ướp sườn của chúng ta nhanh, rất là nhanh ngấm khi các cụ đi pha xong một cái bát này. Rồi các cụ đun nóng chảo là sườn của chúng ta cũng đã đủ ngấm rồi. Thế nên là các cụ làm rất nhanh này. Mà nếu có cụ nào mà làm tối ăn chẳng hạn, chưa ướp xong vứt tủ lạnh tối ăn cũng được, càng tốt. Đấy, và cái nước ướp sườn các cụ mợ không đổ đi cho cháu đâu nhá. Đấy, chúng ta sẽ đổ thêm vào trong cái chảo sườn xào của chúng ta nhá, để chúng ta om trong sốt nhá. Rồi, dầu nóng rồi các cụ thả vào rán cho cháu nhá, nhỏ lửa luôn ạ. Các cụ đợi cho nó vàng rồi các cụ sẽ lật nhá, đảm bảo miếng sườn nó vàng đều các mặt thì bắt đầu chúng ta sẽ gấp bắp nó ra, xong rồi chúng ta sẽ om trong sốt sau ạ. Các cụ mợ ơi, cái sườn của cháu vàng rồi, bây giờ cháu lại gấp ra cái nước mà cháu vừa ướp sườn nhá. Tại sao là như vậy? Tí nữa cháu sẽ giải thích với các cụ mợ. Thật ra thì ra đây cháu tận dụng nốt cái nước ướp sườn cho đỡ phí mà.
đắp ra đây xong tí nữa đổ lại ngược lại chảo, tại vì chảo của mình rất nhiều dầu, lúc này chúng ta không thể om nó sốt trong này được, và chúng ta phải gắp tạm ra đây. Đấy, cứ miếng sườn vàng là chúng ta gắp tạm ra đây. Đấy, đấy, những cái miếng sườn nó vàng như này rồi thì chúng ta gắp ra luôn. Rồi, cái món này là hấp dẫn trẻ con lắm đấy. Từ ngày bé cháu đã bị ám ảnh bởi cái món này rồi. Luôn luôn cái rảnh ra cái là lại bảo mẹ ơi mẹ làm sườn chua ngọt đi. Thế thành ra là lớn lên là không bao giờ quên được cái món này. Rất thích ăn nên là phải tìm công thức chuẩn làm luôn, học học của mẹ của bà luôn cái món này để làm phục vụ mình đầu tiên. Nhà cháu ngày bé cháu ngày anh em cháu còn bé đấy, bố mẹ cháu đi vắng không sao, ở nhà hai anh em nấu được hết từ cỗ bàn. Mà đợt đấy là chưa đi học nấu ăn đâu nhá các cụ nhá, mới ở với bà thôi nhá. Nhưng mà được mẹ rèn cho nấu cơm, cháu đã nấu cơm từ năm lớp 2 cơ. Cháu đã phải nấu cơm từ năm lớp 2 rồi. Thế nên là cháu không ngại một trường hợp nào cả. Không có bố mẹ ở nhà tự nấu lấy. Nấu kiểu gì mình thích. Thế mà cũng rất ngon đấy các cụ mợ ạ. Thế ai ăn cũng khen. Có cái lần cháu nhớ là cháu bê cái nồi cơm bằng hai cái đũa cả, các cụ mợ biết không? Bê cái nồi cơm bằng hai cái đũa cả xong là cái nồi cơm tay thì yếu không? Nghe đấy bé mà, tay thì yếu thế cái nồi cơm ụp xuống đất. Mẹ cháu nhìn thấy, mẹ cháu bảo là lật cái nồi cơm lên, xong lấy đũa cả, hớt cái phần mà nó ăn được ấy, vẫn còn ăn được ấy, hớt lên, hớt cho vào nồi, nấu tiếp. Đấy, cháu đã phải làm như thế rồi, sợ xanh mặt nhưng mà vẫn bình tĩnh làm không sao cả. Sau khi sườn cháu rán xong như này rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ phi hành phi tỏi. Sau đó là chúng ta sẽ om sườn trong sốt là xong. Rất nhanh ạ. Các cụ mợ cho dầu nó nóng nóng lên một tí nhá, cho cháu nhiều hành lên một tí. Các cụ mợ ăn nhiều hành tỏi vào nhá. Phòng cúm. Phòng cúm, phòng dịch bệnh, các cụ ăn nhiều hành tỏi vào nhá. Tỏi cháu rã nó bé hơn nên là cháu cho vào sau một chút. Cho hành vào trước đi ạ. Chúng ta sẽ phi vàng nó lên. Đấy, hành trước nhé các cụ mợ nhá. Thôi cháu sẽ cho thêm tỏi vào. Phi hành tỏi lẫn vào nhau không sao đâu nhé các cụ mợ nhá. Nhưng mà cái lượng tỏi các cụ phi ít nhiều ít hơn hành cho cháu. Tại vì sườn là thịt lợn mà, cần nhiều hành hơn. Các cụ nhà mình đã bảo rồi, con gà cục tác lá chanh, con lợn ủ ỉm mua hành cho tôi mà. Thì vì hành là một cái gia vị mà thức thời rất hợp, hành nước mắm rất hợp với thịt lợn. Các cụ cứ nghe cháu chia sẻ mà xem, hành nước mắm cực kỳ hợp với thịt lợn luôn. Đây các cụ mợ nhá, tỏi hành hanh hanh vàng này là cho ra luôn nhá các cụ mợ nhá, không cháy nhá. Đấy, cho ra luôn cho cháu ạ. Cái chảo này đừng có rửa luôn nhá, cái chảo này để nguyên cho cháu. Đấy, để nguyên như này. Thơm chưa các cụ mợ ơi? Ấy, thơm chưa? Đấy. Bớt lại một chút vào đây. Rồi, lại chút hành tỏi vào đây rồi nha các cụ mợ nha. Đổ lại sườn cho cháu, đổ sườn vào cái nước ướp vào đây luôn. Đổ hết sườn vào cái nước ướp vào đây nha. Đấy, rồi. Xong rồi các cụ bật bếp lên. Bật bếp lửa to vào nha. Đấy, lửa thật to như này này. Rồi, xong các cụ ủa tráng cho cháu vào đây nốt. Tráng nốt vào cái nước ướp này, cháu hay tiết kiệm, không lãng phí tí nào. Rồi, đổ vào đây. Rồi, bắt đầu đu om. Các cụ không cần đậy vung đâu nhá, không cần phải đậy vung đâu, cứ để này om thôi ạ. Ấy các cụ mợ ơi, các cụ mợ nhìn chảo sườn cháu ngon không? Ấy thấy chưa? Nước sốt sánh như này nhá, cháu tắt bếp luôn. Đấy. Rồi, bây giờ cháu sẽ gắp ra đĩa.
Cháu sẽ bày vừa đĩa của cháu thôi nhé các cụ mợ nhá. Cháu không bày hết ra đây đâu, tại vì cái đĩa của cháu nó cũng bé mà. Các cụ mợ nhìn thấy nhá, khi mà nước sốt nó sánh vào thì nó bám vào miếng sườn nó bóng như thế này này, là các cụ mợ cho ra cho cháu thôi nhá. Đừng, các cụ mợ đừng để cho nó lâu quá mà nó queo lại là nó cứng đấy, nó cứng sườn đấy ạ. Rồi, có một cái nữa đây đây, cháu quên, cháu chia sẻ với các cụ mợ. Khi mà cho sườn ra đĩa xong rồi, cái hành củ này này, các cụ mợ cho vào trong chảo cho cháu một chút, vài cái thôi, vài giây thôi ạ. Rồi vắt ra luôn, sau đó là để lên trên sườn. Ấy, các cụ mợ thấy thế nào? Rồi ạ, rắc một chút hành tỏi phi lên trên này. Dưới một chút sốt nữa. Cụ mợ ơi, cho vài lá rau mùi lên nhá. Đấy, cho vài cái lá rau mùi lên cho nhìn nó sinh động hấp dẫn. Đấy, rồi cho vài cái này, cháu cho vài một cái miếng, vài miếng ớt nữa. Ủa, cháu lại cắt miếng ớt nhỏ nhỏ ra, ngâm cho nó cong cong lên, nhìn cho nó đẹp hấp dẫn. Rồi, quá tuyệt. Và đây, đĩa sườn của cháu đã hoàn thiện này các cụ mợ này. Ui giời, các cụ mợ thấy sao? Đấy, các cụ mợ thấy chưa? Ngon không? Đấy. Và món sườn xào chua ngọt của cháu đã hoàn thiện rồi các cụ mợ ạ. Các cụ mợ nhìn thấy có đẹp không? Đây, sườn của cháu màu cánh gián này. Tí nữa các cụ mợ ăn thì nó sẽ không bị dai đâu, và nó sẽ chóc được xương như thế này này. Và thứ ba nữa, nó sẽ có nổi cái vị chua mặn ngọt cân đối, và màu sắc thì nó phải bóng này, sốt sánh như thế này này. Đấy. Thơm thì rất thơm, mùi thịt, mùi hành tỏi rồi mùi gia vị của nó. Cháu không tả được, bởi vì cháu chèm một bát cơm nóng ở đây là cháu sẽ ăn hết cái đĩa sườn này. Và các cụ mợ nhớ nhé, như cháu nói, các cụ mợ ăn nhiều tỏi vào, nhiều hành vào để chúng ta phòng chống một số các cái loại dịch, đại dịch, virus, và lại còn làm tăng cái sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta nữa. Và cái món sườn xào chua ngọt này là một trong những cái món mà người người đều thích, nhà nhà đều thích và lại dễ làm. Theo cái cách chia sẻ của cháu thì nó rất là dễ làm vì nó tốn ít, rất ít nguyên liệu và không cần phải quá cầu kỳ mà cũng ra được một món ăn mà cũng rất là hấp dẫn đấy chứ ạ, đúng không ạ? Và các cụ mợ ơi, các cụ mợ nhớ ấn vào cái chuông ở trên kênh các cụ mợ đăng ký, kênh bếp nhà cháu mà các cụ mợ đăng ký. Các cụ mợ cứ ấn vào cái chuông đấy để khi nào mà nhà cháu ra món mới phát lên trên kênh bếp nhà cháu thì tự động kênh sẽ báo với các cụ mợ là có video clip để các cụ xem tiếp. Và nhà cháu hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ đăng ký nhiều hơn nữa, và hầu như 100% các cụ mợ ấn cái chuông để khi mà món ăn của nhà cháu ra cái là các cụ mợ biết liền. Nhà cháu xin chào các cụ mợ ạ.